Hello các bác, có nghĩa là những siêu phẩm của họ nhà mẹ phải nói là thời điểm bây giờ nó mất giá một cách khủng khiếp. Để mà nói thì có nghĩa là tôi dành cái thời gian chia sẻ cho anh chị thấy được cái giá trị của những chiếc xe nhiều tiền, sang trọng, đẳng cấp đấy, và cái độ tính năng an toàn. Cái gì thì chúng ta cũng đều phải hiểu rằng mẹ là đứng đầu thế giới, và những chiếc xe tuyển chọn tại Xe Và Đam Mê thì tuyệt đẹp, nhưng tôi không nghĩ rằng nó thảm hại như thế này. Ở cái thời điểm này giá nó cực kỳ là tốt để chúng ta có cơ hội sở hữu những cái xe tuyệt đẹp, đẳng cấp, giá trị cao nhưng tiền rất rẻ đấy. Một chiếc xe như thế này đúng là một chiếc xe tiền tỷ, vài tỷ đấy. Bây giờ còn có 650 triệu đồng chết người tôi không, các bạn nhìn có đẳng cấp không? Và đấy, quá đẳng cấp. Vậy thì chúng ta đi khám phá đầu tiên cái giá trị nó mang lại có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Tầm tiền đấy chỉ mua được một chiếc Vios, nhưng chạy một chiếc xe ngôi sao ba cánh này thì nó vẫn là tuyệt vời các bác ạ. Chúng ta có thể thấy cái giá trị của xe Mercedes nó có sự khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe còn lại trên thế giới. Về độ mới thì không có gì phải bàn cãi đấy, đây ạ các bác ạ. Tất cả vật liệu đấy, nó là nhựa mềm đấy. Ở dưới này là nhôm phay đấy. Lô loa bô Mercedes cực kỳ là hay, tất cả từ cái phím bấm của mẹ các bác nhìn, vật liệu cao cấp, nhìn mãi đẹp mãi đỉnh đây. Những đường chỉ thêu chính xác từng cm, đây là do da bò Mỹ nguyên zin nguyên bản, các bác nhìn cái độ chính xác, cái đường may của nó, có từ cái phím bấm mở đều có đèn, quá đáng tiền các bạn ạ. Từ những cái bản này khủng khiếp, đúc nghiền khối, vỏ của nó thì cực kỳ là cứng, với là vật liệu là hợp kim titan, không bao giờ bị han mục mọt, nhưng rất cứng các chị nhé. Nhìn cái vô lăng ba chấu cũng quá đẹp. Đấy, tăng giảm âm lượng, chuyển bài hát, nghe gọi điện thoại, rảnh tay ra lệnh giọng nói, rồi chả thiếu cái gì. Đấy, các bác nhìn này, con vô lăng. Đấy, và bên cạnh này thì nó có những cái gì ạ? Đấy, ga tự động, cruise control hạn chế tốc độ, gạt mưa, đèn. Đây từ cái phím đèn này. Các bác nhìn này, đặc trưng của mẹ, quá xịn luôn. Auto và từ cửa gió đặc trưng của mẹ, nhìn này. Các bác nhìn cho em cái tâm nô này, không bao giờ bị xuống cấp qua thời gian, bởi vì nó vật liệu cao cấp các bác ạ. Đây là bản trung tâm này, nó dùng chất bét này, đấy, chất bét lực, và từ cái những cái nút xoay của nó, đấy, nhôm phay này, đấy, iShop dừng đỗ 3 giây này, cảm biến này, chế độ Sport này, đấy, Comfort này, đấy, và Comfort cộng thể thao này, Eco tiết kiệm nhiên liệu này, volume này, rèm điện đằng sau này, bằng nút bấm nhé, rèm điện này. Đấy, bản trung tâm nó rất là đẹp, nó trang bị ổ đĩa này, điều hòa auto hai vùng độc lập và cái cửa gió của mẹ, nó đẹp miên man, màn hình cam lùi xuất sắc các bạn, phải nói nó quá xuất sắc luôn, không có gì để phải bàn cãi. Tất cả bên lái và bên phụ đều được chỉnh ghế đấy, ở trên tắm ly đấy, và ghế da bò xịn nguyên zin nguyên bản theo xe, nó còn căng đét cực kỳ là bền, tuổi thọ vài chục năm. Các bác thấy không, chất chưa, 600-650 triệu bạc, trong khi đó chúng ta phải bỏ ra tới 2 tỷ, sấp xỉ 2 tỷ để sở hữu nó, và đóng cửa xe mẹ thì nó cực kỳ tuyệt vời. Các bác thấy không? Này, hàng ghế sau, tất cả đằng sau, rèm điện phía sau và rèm che nắng bên cạnh. Đấy, loa boom cực kỳ là hay, nhôm này, phay không một vết xước. Đây, còn bên cạnh này thì rèm che nắng này. Đấy, chúng ta có thể đưa bằng cơm thôi. Đấy, nhưng nó xịn sò, hóa chất luôn, rất rộng rãi, rất tinh tế, rất hiện đại. Từ cái để chân họ cũng có đèn soi khi mở cửa ra. Đấy, ghế thì căng đét như mới các bác này, đúng là đáng yêu cực kỳ luôn. Thời điểm này là thời điểm các bác rơi tiền con xe như thế này thì quá giá trị rồi. Con này thì đương nhiên Camry cũng không có tuổi để so sánh rồi, khẳng định với các bác luôn, cửa gió đặc trưng này, mẹc mà, thì đó là điều tất yếu rồi, cái đấy không có gì phải bàn cãi. Con này quá mới luôn, trần này. Đấy, cái sự tuyệt vời của nó, riêng phần nội thất đã đáng yêu rồi. Nội thất của mẹ thì nó là số 1 rồi, về độ đẹp, về độ tinh tế, độ sang trọng. Đấy, xe dành cho doanh nhân mà, những người khó tính mà. Đấy, và đèn đằng sau của nó thì các bác nhìn này. Đấy,
cộng hưởng với giải đèn phanh trong này nữa lên thì ánh sáng lung linh luôn, xinh nhan ở dưới này, rất tuyệt luôn các bác ạ. Đó, tuyệt chưa? Đấy, và chúng ta ngắm cái phần đuôi của nó này. Đấy, bô lít bô thể thao cảm biến cảnh báo va chạm 40 quanh xe, quá xuất sắc. Cái dòng mẹ xe này nó rất là gọn, thiết kế phải nói là nó bo góc khá là trẻ trung các bác ạ, đi rất gọn gàng. Đấy, con này là xe 200 thì nó dùng khối động cơ là 2.0 turbo tăng áp, cũng khá là mạnh mẽ rồi. Đấy, khoảng 188 mã gì đó là quá ok rồi. Đấy, các bác này phê chưa, xe quá đẹp, những đường bo góc này. Đấy, những đường vót cong ở phần cốp này, cốp sau này. Đấy, tầm tiền này như con Vios chả việc gì với Vios các bác ạ. Từ cái chân đẹp kính này, đúng là hàng xịn của nó khác, quá đẹp. Từ cái tay nắm cửa này của mẹ chả bao giờ phải ốp trang trí cái gì cả, đó là những cái hay. Từ cái tựa đầu của mẹ sang xịn đẳng cấp, ra bỏ Mỹ bền. Cái vị trí ngồi của nó nhìn cũng sướng, độ ngả độ nghiêng ngồi rất là vững chãi, và khi mẹp vào cua thì không bao giờ các bác bị đu đu người. Đấy, rất là chắc chắn. Hệ thống can thiệp điện tử nó làm việc rất tốt với hệ thống khung gầm cực kỳ là chắc chắn, tạo lên một chiếc xe mẹp êm du các bạn, chạy quá sướng đẳng cấp. Khi chúng ta chạy một chiếc xe mẹp thì ai đánh giá chúng ta là người có tiền rồi. Đó, đúng là phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi. Đấy, ngồi những chiếc xe như này mà thế hệ mới rồi các bác nhé, con này hoàn toàn là thế hệ mới rồi này, yêu chưa. Cửa gió của mẹ đặc trưng rất đẹp, bạn trung tâm yên ngựa quá xuất sắc và hiện đại. Tất cả cái tính năng và những vật liệu xây dựng cái xe mẹ thì đúng là hết thuốc ạ, hết nước chấm các bạn ạ. Đấy, các bác nhìn này, tam lô tam lì này, nó phê như thế. Đấy, phê như thế các bác nhé, nguyên zin nguyên bản hết. Đấy, bao trong bác không đâm số, không thủy kích ngập nước, máy số nguyên zin nguyên bản luôn. Quá yêu, là rằng như một bông hoa luôn các bạn. Đèn tích hợp bó rẽ trên gương các bác nhìn này, còn trong như pha lê luôn. Và chúng ta đi lên phần đầu của chiếc xe mới lấy thấy nó đẳng cấp như thế nào. Các bác có thể thấy đèn bi, giải đèn nét bình thị ban ngày này, xinh nhan này, đó, nó tích hợp rất là niền nè, đúng không ạ? Rất hay, đúng là mẹt trang trí thì từ trong ra ngoài nó rất là đẹp. Nên thực sự là những người yêu cái đẹp, yêu sự êm ái, yêu sự sang trọng thì không bỏ qua xe mẹt được. Thì đây là một chiếc xe có thể rất đáng lựa chọn trong cái thời điểm bây giờ. Đấy, cái giá thì hôm nay nó cực kỳ là tốt tại xe Brame rồi các chị, quá tốt. Cái logo thương hiệu của mẹt mua sao ba cánh mang đến một cái điều rất là may mắn cho chủ nhân. Khi những chủ nhân đi xe mẹt thì luôn luôn là cái điều huyền bí về sự may mắn các bác ạ. Thì đó là cái giá trị của xe mẹt. Xe mẹt là mang cho chúng ta rất nhiều cái giá trị. Cái vỏ của nó cũng là hợp kim titan, nó cực kỳ là cứng và không bao giờ mục mọt được. Nên mẹt nó được đánh giá là một chiếc xe cực kỳ là an toàn và trang bị cầu song và cầu đẩy nó rất là mạnh mẽ. Đấy, và cái đầu của xe mẹt thì bao giờ cũng kéo dài ở phía trước. Đấy, nó rất là đẹp để nó tạo cái khoảng cách giữa đầu xe và người ngồi, khi xảy ra va chạm thì người ngồi bên trong bao giờ được an toàn hơn các bạn. Đấy, xuất sắc đúng không ạ? Và có thể đây là một từ quá xuất sắc cho một chiếc xe mẹt. Và quá đẹp luôn. Đấy, trong này là tôi quay trong nhà nhé, thì các bác nhìn là cái màu sơn có thể nhiều chỗ nó khác nhau vì cái luồng ánh sáng nó khác nhau, nhưng tất cả là chuẩn màu nhé, chuẩn màu các bác nhé. Đấy, chuẩn màu nhé. Đấy, chuẩn màu. Đấy, đây này, khi nhìn qua máy thì cái cánh cửa này, bữa tôi quay xa thì các bác nhìn nó bị bóng này, thì nó có thể khác màu như các bác nhìn này. Đấy, đây là bị bóng nhé, còn màu là màu chuẩn của nó nhé, tất cả là màu chuẩn. Đấy, chuẩn nhé. Đấy, có nhiều bác nó bảo bị lệch màu, nó không phải đâu. Đây này, chúng ta so sánh gần hai màu này, thì nó là chuẩn chỉ nhé. Đấy, đó. Cũng phải làm rất là rõ cho các bác. Đấy, các bác có thể thấy rằng ôi, ngắm nội thất của mẹ quá đẹp, thực sự không biết nói cái gì nữa, mà chỉ mong muốn để chia sẻ cho anh chị thôi. Ở cái tầm tiền như thế này, đấy, một chiếc xe 200 này thế hệ mới này thì đúng là cá quá đáng xuống tiền. Đấy, quá đáng xuống tiền rồi. Con này là sản xuất 2015 các anh chị ạ, 2015. Giá xem một chiếc Vios đương nhiên là mẹ thì đẳng cấp rồi. Đấy, đây các bác này, máy này, động cơ là 2.0 turbo tăng áp thì nó rất là mạnh mẽ. Máy, tôi bật cái này lên cho các bác xem, máy từ vạch sơn này, nguyên zin nguyên bản từ con ốc này, từ cái tem nhớ mát này.
Thực sự những sản phẩm tại xe Van Damme thì đã tuyển rất kỹ rồi các anh chị, rất kỹ rồi nhé. Đấy, không bán xe lỗi, xe lát, xe kém chất lượng thì chúng tôi không bán đâu. Từ cái đầu răng này thì hoàn toàn là nó cũng hợp kim rồi. Đấy, hợp kim nó cứ trắng tinh thôi. Đấy, và các bác đi phần gầm của xe mẹ thì nó tuyệt vời hơn nữa. Tuyệt vời hơn nữa các bác ạ. Đấy, được chưa? Quá chất các bạn. Tập tiền thời điểm bây giờ. À, ngày xưa những mẫu xe mẹ thì đúng là ước mơ của tất cả mọi người. Nhà nhà, người người mà nhiều người nhiều tiền. Đấy, thì cũng đắn đo suy nghĩ bởi vì nó khá là đắt. Và khá là đắt các bác ạ. Nhưng bây giờ thì thực sự là cơ hội vàng để chúng ta sở hữu nó. Đấy, các bác hãy ngắm lại một lần nữa nhé, để cho thấy là tất cả chức năng hoạt động là tốt. Đèn tín hiệu báo rẽ trên gương này, và đèn báo rẽ bên trên này, cổ đèn này. Đấy, họ thiết kế rất tinh tế và đèn nó kéo dài. Đấy, cái ánh sáng chớp nó rất là rõ nét, khi người đi đường thì luôn luôn là nhìn thấy chúng ta muốn xi nhan sang đường. Đấy, các bác có thể thấy ok chưa? 650 triệu, con này rẻ nhất mọi thời đại. Đấy, và đó, kết thúc một tháng ngâu rồi, chuẩn bị sang đầu một cái tháng 8 mùa thu. Đấy, có nghĩa là chúng ta dành một cái số tiền để lựa chọn cho gia đình nhà mình. Đấy, sở hữu một cái xe phải nói là cơ hội vàng để sở hữu những xe cực kỳ chất lượng tại xe Van Damme. Đây là một chiếc Mercedes C200 được sản xuất năm 2015 các anh chị nhé. Xe đẹp xuất sắc, và quá xuất sắc chứ không phải là xuất sắc đâu. Đó, các bác có thể ngắm nhìn, và chúng ta sẽ đi vào phần cốp xe đằng sau. Xe sự rộng rãi của nó có đủ để các bác mong muốn hay không? Cái này cộng hưởng với giải đèn phanh lên nữa thì rất là đẹp. Nam ơi, phanh lên cho các bác ngắm một chút. Đấy, từ từ mở cốp ra nhé, cho bác xem nốt cái cốp này. Chúng ta sẽ xem giải đèn phanh. Cốp thì quá rộng rồi, toàn vật liệu cao cấp thôi các bạn. Nhìn này, toàn thảm nỉ các thứ cao cấp thôi. Đấy, mới leng keng xe beng luôn các bạn này, quá chất luôn. Đó, bây giờ thì các bác ngắm nhé. Chúng tôi nhờ được một người phanh lên để các bác thấy cái giải đèn phanh lên nữa thì nó đẹp cỡ nào. Đẹp không các bác? Yêu ạ, quá yêu đúng không ạ? Vâng, 650 triệu. Thì có nghĩa là đúng thời điểm bây giờ thì mới là cái cơ hội để các bác sở hữu những cái chiếc xe đẹp như này, với giá trị cao như này, ở giá tiền như này thôi. Nhưng mà xe thì bắt đầu lại có chiều hướng là bắt đầu lên rồi, vì nó là dịp cuối năm. Thì đây là cái thời điểm tốt nhất của ngày cuối cùng của tháng ngâu để các bác sở hữu cái xe này. Mercedes C200 2015, chất xe nguyên zin nguyên bản, không một lỗi nhỏ, giá 650 triệu. Và có hợp lý không ạ? Và thank you tất cả mọi người, nhớ thả tim, thả like và đăng ký kênh để ủng hộ xe Van Damme. Cảm ơn các bác, chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và rất là mong các anh chị hãy ủng hộ nhiều hơn nữa với xe Van Damme. Và cảm ơn các bác. Bây giờ thì các bác nào quan tâm, xin mời các bác có thể đi xuống phần gầm. Còn xe Van Damme thì có địa chỉ tại phố Hồng Quang, đường Định, thành phố Hải Dương các bác nhé. Và các bác có thể đến ngay với xe Van Damme, hoặc search Google Map xe Van Damme là sẽ dẫn đường đến tận bản uống nước của Phúc Yêu. Và cảm ơn các bác, xin mời các bác chiêm ngưỡng phần gầm. Và gầm đây các bác, hôm nay em để nước chảy ròng ròng để quay cho các bác nhé. Không nhiều anh em lại cứ bảo Phúc Yêu sao sơn trắng thế, nhiều anh em còn điện thẳng lên kiện thì các bác nhìn nhỉ. Về thì bao giờ bên em cũng rửa qua nước lã cho nó sạch cái đất cát nó bám nhé, để quay cho các bác này, nó chuẩn này. Đấy, nước lon vẫn giỏi nhé, chuẩn men nhé, xuất sắc luôn. Đấy, đây là càng này. Nhiều bác cứ bảo làm sao nó trắng, ông có làm cái gì không thì báo cáo các bác, nó vật liệu cao cấp chẳng hạn, như không han không gì ngay từ con ốc này. Đây nhá. Đấy, nước vẫn chảy, mà nước chảy thì đương ai sơn được. Đấy, nước chảy này các bác này. Đấy, đây này, chuẩn nhá. Đấy, hôm nay em làm cái bài này là các bác hết cái hoài nghi là ông Phúc ông sơn nó mới trắng thế. Thì đây. Đấy, chuẩn nha các bác này, nước giỏ, các bác nhìn nước đang giỏ không? Đây là nước này. Đấy, chuẩn nhá. Đấy, ui giỏ rất hết người rồi các bác ạ. Đấy, chuẩn luôn này. Máy móc nguyên zin nguyên bản, xuất sắc luôn nhá. Đấy, nước vẫn chảy các bác nhá, cứ không phải dầu đâu. Nước này, đấy, vẫn chảy này. Đấy, em hy sinh được ướt hết đầu, em bảo em quay cho các bác để đánh tan cái sự hoài nghi của các bác. Đấy, đặt nhiều cái câu hỏi đây từ con ốc này. Có nhiều anh em thợ thuyền vào cay cú xong rồi lại khích đẻo các bác, kích động các bác, thao túng tâm lý các bác. Đấy, làm em cuối cùng làm thật thành làm giả các bác ạ.
mà cố gắng làm tốt nhất cho các bác có thể đấy, chứ không như anh em khác có dám làm này đâu, nhưng vào toàn kích bác thôi, kích động thôi, cố gắng làm cho ngon lành, phục vụ nhân dân, nhân dân sẽ ủng hộ mình, đúng không ạ? Các bác nhìn nhá, chuẩn nhá, chuẩn men đấy, nước giỏ tong tong đấy, này sáng trưng hết nhá. Thì đó là vật liệu cao cấp và xe chất lượng các bác ạ, đấy, chất lượng nhá. Còn cái chỗ này là đi ni lông nó nóng này, thì ni lông nó bám vào này đấy, nó bám vào này đấy, nói luôn này, đây cầu sau này chuẩn men luôn đấy, các bác nhìn này đấy, hàng của em thì bao giờ cũng là tuyển chọn rồi đấy, tiền nào thủ của ấy thôi, thì làm gì có cái xe nào như thế này đâu. Đấy, này tem mác này, này hệ thống càng treo hợp kim này, bô này đấy, đầu sau sắt xi này, chuẩn men này, răng này đấy, không có va chạm gì cả. Ủa, ướt hết rồi các bác ạ, khổ, hôm nay phải hy sinh để làm clip này để sau này các bác hiểu rõ là Phúc nó nói là đúng nhá, nó làm là chuẩn nhá, nó làm là chuẩn nhá các bác nhá. Đấy, xin chào tất cả mọi người, ướt quá các bác ạ. Cảm ơn các bác.